Sáng nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Văn Toàn, nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Tín, tiền thân của Ngân hàng Xây dựng VNCB, Trần Sơn Nam, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín và 6 đồng phạm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tại phiên tòa hôm nay, Phạm Công Danh, nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị VNCB và Phan Thành Mai, nguyên tổng giám đốc VNCB cũng được triệu tập tới tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Cơ quan điều tra xác định khi phê duyệt cấp tín dụng cho hai công ty Thịnh Quốc và công ty Đại Hoàng Phương là hai công ty sân sau của Phạm Công Danh vay 650 tỷ đồng. Các thành viên hội đồng tín dụng gồm Hoàng Văn Toàn, Trần Sơn Nam, Lâm Hồng Trinh, Hồ Trọng Thắng, Ngô Trí Đức, Trần Thị Hồng Phương và Phạm Thị Quỳnh Ngân đã không thực hiện đúng quy định như hồ sơ vay vốn không có báo cáo tài chính, không đánh giá chính xác năng lực tài chính của khách hàng, rủi ro. Trên thực tế, các doanh nghiệp này không hoạt động kinh doanh, hồ sơ vay vốn đều lập khống. Khi thông qua việc cấp tín dụng, Hoàng Văn Toàn và cấp dưới đã căn cứ vào chứng thư thẩm định tài sản hình thành trong tương lai với giá trị được đẩy lên nhiều lần. Thực tế, lô đất tại sân vận động Chi Lăng chưa giải tỏa xong, chưa được cấp giấy chứng nhận và cũng không có bất cứ hoạt động đầu tư nào. Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 470 tỷ đồng. Dự kiến phiên tòa kéo dài trong 3 ngày.